Hello，你们好，我是翟老师。今天我就不讲语法的问题了，今天我要跟你们分享一下中文里常用的成语，那我们一起来看一下吧。一心一意，一心一意，một lòng một dạ, tiếng Hán Việt là nhất tâm nhất ý. 他对你可是一心一意的。Cô ấy đối với bạn đúng là một lòng một dạ đó. Tha tuệ nì khở sư y xin y y tờ. Tha tuệ nì khở sư y xin y y tờ. San xin ơ y. San xin ơ y. Chân trong chân ngoài. Tam tam nhị ý. 我们做事不能三心二意，一定要专心。Chúng mình làm việc không được chân trong chân ngoài, nhất định phải chuyên tâm. 我们做事不能三心二意，一定要专心。我们做事不能三心二意，一定要专心。不三不四 không ra gì không đàng hoàng bất tam bất tứ 我不要跟那些不三不四的人来往 tôi không muốn giao du với những người không ra gì 我不要跟那些不三不四的人来往我不要跟那些不三不四的人来往。隔三差五，隔三差五，thường hay cách hôm hoặc là luôn luôn. Cách tam sai ngủ. 他隔三差五的来看看我们。Anh ấy cách hôm thì đến thăm chúng tôi. 他隔三差五的来看。看我们，他隔三差五的来看看我们。七上八下，七上八下，đứng ngồi không yên, lo lắng băn khoăn, thất thượng bát hạ. 一看到他，我的心里就七上八下的。Hễ nhìn thấy anh ấy thì trong lòng tôi đứng ngồi không yên. 一看到他我的心里就七上八下的，一看到他，我的心里就七上八下的。OK，这五个就是常用的中文成语了，希望你们看了以后可以好好的运用。好，那我们今天先到这里了，下次见，再见。